mua chỗ 49 ngàn thôi. Business will collapse. Vậy thì kinh doanh của mình thua rồi. True? Đúng không ạ? Yes. So with $500 you have no other business you can do. Vậy thì với $500 các bạn không làm được bất kỳ một cái kinh doanh nào hết ạ. And how much money can you make? Vậy các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán cà phê dạo ạ? Zero. In a week? Tuần maximum? À? Tuần tối đa bao nhiêu ạ? $745 million. 745 ngàn. 745 triệu, 145 hay 7? 7. No, no, you need. Với QNET á, các bạn có thể kiếm được 745 triệu. Selling coffee you can make only this one. Dạ, dạ. Còn nếu như bán cà phê thì các bạn chỉ kiếm được 745 ngàn tuần thôi. Selling coffee you make this, QNET you make this. Còn QNET thì tối đa một tuần trả cho bạn là 745 triệu. Because this is 3 tracking center earning maximum. Bởi vì 745 triệu này tương đương với việc là 3 cái cửa hàng của bạn là lãnh tiền tối đa đó. All you need is this. Tất cả những việc các bạn cần đó là gì ạ? 180 bên trái, 180 bên phải cho hai cái tracking center ở phía dưới ạ. And you make this money every week. Thì các bạn sẽ kiếm được 745 triệu mỗi tuần. Only with $500 one time payment. Chỉ việc là bắt đầu với $500 trong một lần duy nhất ạ. Okay. Is $500 a lot of money? $500 phải số tiền quá lớn không ạ? No. Yes or no? Phải không ạ? No. I've been to a club in Saigon. Tôi đi một cái hòm đêm ở Sài Gòn đấy ạ. I've been to a disco. The first time I came, my friend said, let's go to a disco. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, bạn tôi dẫn tôi đi sàn nhảy đấy ạ. And one table. Rồi một cái bàn rất là dài ạ. 10 bottles of XO. 10 chai rượu XO ạ. XO is the brandy whiskey. And all young people. Và toàn bộ trên cái bàn đó toàn là những người trẻ thôi. So one XO how much? Một chai XO bao nhiêu tiền ạ? $2 million. $2 million. Phải $100 đúng rồi em. 2 triệu phải $100. About $2 million. So 10 bottles about $20 million. Vậy thì 10 chai là khoảng 20 triệu đúng không ạ? Yes. On one table only and there is like 50 tables. Every table the same. Và ở đó ở trong cái vũ trường đó không phải một cái bàn mà khoảng 50 cái bàn như vậy ạ. So people have money. Bởi vậy người ta có tiền lắm ấy chứ. Yes or not? Đúng không ạ? Yes. But they don't know what to do with the money. Nhưng mà họ không biết sử dụng tiền như thế nào. So your job. Và công việc của các bạn. Is to tell them to start a business with just $500. Đó là chỉ cho họ cách xài tiền, đó là bắt đầu kinh doanh này chỉ với $500. To make this kind of money. Để kiếm được cái số tiền này mỗi tuần. And all you have to do is this. Tất cả những gì các bạn cần làm chỉ là như thế này thôi. Now it looks a lot. Với cái con số này các bạn nhìn, các bạn thấy có vẻ nhiều. Right, because now even to get one and one is difficult. Đúng mà, tại vì giờ kiếm người bên trái, người bên phải đã khó rồi. But everybody starts like this. Nhưng mà ai cũng bắt đầu như các bạn thôi. And they will finish like this. Nhưng mà họ vẫn có thể kết thúc như thế này. 5 years. 5 năm, đó là một cái chặng đường mà các bạn phải. If you are consistent. Nếu như mà các bạn duy trì được cái việc là. And committed. Và cam kết là cái trong cái việc này. I told you before, your business is like this. Tôi nói với các bạn là trong kinh doanh nó đi theo một cái đường hình như thế này. This is you all alone. Đây là các bạn nè, khi mà mới tham gia thì các bạn làm công việc này một mình. You have to work very hard, show many plans and don't make money. Các bạn phải làm rất là nhiều việc và đồng thời không có kiếm được tiền. After some time you have a few downlines. Và sau một khoảng thời gian các bạn kiếm được một vài người. Now you work less. Vậy thì mình làm ít hơn tí xíu. And you start making money. Và mình bắt đầu có nhiều tiền hơn chút. And then you have a big team. Và sau đó các bạn có một cái nhóm lớn à. Now many plans are being shown, so you don't have to show many plans. Bởi vì có những người cùng làm với bạn nên là bạn sẽ làm công việc này ít đi. And you start making more money. Nhưng mà các bạn sẽ có được nhiều tiền hơn. Now you have network in Hanoi, Da Nang and Saigon. Giờ các bạn có thị trường ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn à. Your work becomes less. Bạn làm việc ít hơn chút. But you make a lot of money. Nhưng mà tiền nhiều nữa à. One day you have a big network all around the world. Tới một thời điểm các bạn có hệ thống lớn ở nhiều nơi trên thế giới. You don't have to work anymore. Bạn không cần phải làm việc nữa. But you make a lot of money. Nhưng mà các bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền. This journey will take you 5 years. Và cái chặng đường này tốn của các bạn 5 năm. That's all. Very simple. Rất là đơn giản à. Chỉ bắt đầu với $500 thôi.
So after you show them the plan. Và sau khi các bạn trình bày kinh doanh cho khách hàng ạ. See, when you show them the plan. Khi các bạn trình bày cho khách ạ. Your job is to take them into the future. Và công việc của các bạn đó là định hướng tương lai cho họ. And show them the bank account. Và cho họ xem cái tài khoản của mình. $700 million. And then bring them back. 700 million. See, when you show somebody the plan. Và khi mà các bạn trình bày kinh doanh cho ai đó. And the person says no money, no time, I'm not interested. That means you did not show them a good plan. Nhiều người nói tôi không có thời gian, tôi không có tiền. Thì cái đó là tôi chưa trình bày kinh doanh được tốt ạ. I always blame myself. Tôi luôn luôn phàn nàn bản thân mình. If somebody does not join. Nếu như ai đó không tham gia kinh doanh này. Because I failed to show him the big picture. Bởi vì tôi đã thất bại trong cái việc cho họ nhìn thấy một cái bức tranh lớn ạ. You understand? So, if I bring a brand new Mercedes now. Nếu như mà tôi đem tới đây một cái chiếc xe Mercedes rất là lớn ạ. And park downstairs. Là tôi đậu ở phía dưới ạ. Brand new. Cái xe rất là mới, đời mới nhất ạ. And I say, whoever brings me $10,000 first. Và tôi sẽ nói là ai đem đến đây cho tôi 10 triệu trước ạ. You get the Mercedes. Thì người đó sẽ lấy chiếc Mercedes ạ. Who will bring the money? Vậy ai sẽ đem tiền tới đây ạ? Ai ạ? You understand not? A brand new Mercedes I bring downstairs. Một cái xe hơi Mercedes đời mới tôi đậu ở dưới ạ. And I said, how much the Mercedes cost? Cái xe Mercedes giờ khoảng nhiêu ạ? About 200,000. 2 billion. Huh? More than 2 billion Vietnam dollars. In US dollars it's about $100,000. Yeah? That's how much the car costs. I park downstairs. Tôi đậu chiếc xe này ở phía dưới ạ. I say any of you. Mà tôi nói tất cả mọi người trong phòng này ạ. Bring me $10,000. Ai mà đem đến cho tôi 10 triệu ạ. I give you the car. Thì tôi sẽ cho chiếc xe này. Who will find the money? Ai sẽ tìm được tiền ngay tức thì ạ? Ai ạ? Hả? Who will find the money? Ai sẽ tìm được số tiền này ạ? Why you will find the money? Tại sao các bạn tìm được tiền số tiền này ạ? Because you know it is a good deal. Bởi vì các bạn biết đây là một cái thỏa thuận rất là hời, đúng không ạ? True or not? Đúng không ạ? Yes. So the same way when you show somebody the plan. Và giống như vậy khi các bạn trình bày kinh doanh với khách hàng. He must straight away think this is a good deal. Mình phải làm cho khách hàng thấy được đây là một cái kinh doanh có lợi cho họ. With $500 I get a product and I get to do business. Với $500 thì tôi ngoài chuyện có sản phẩm tôi còn có một cơ hội kinh doanh. This is a good deal. Đây phải là một cái thỏa thuận thôi. After you show them the plan. Sau khi mà mình trình bày kinh doanh với họ. Some of them will say I have to think about it. Nhiều người sẽ trả lời bạn là tôi sẽ suy nghĩ về cái vấn đề này. Yes or no? Đúng không ạ? Yes. Yes. Okay. Now, why do they say that? Tại sao mà họ nói như vậy ạ? Because they are not sure. Bởi vì họ không chắc chắn ạ. They are scared to commit. Họ sợ phải cam kết. They want to go and find out more. Họ muốn về và họ tìm hiểu thêm nhiều. They want to talk to their parents, their husband or their wife. Họ muốn nói chuyện với ba mẹ họ, với vợ, với chồng. Or many of them think I will join when I find my two. Hoặc là có nhiều người nói chứ tôi sẽ tham gia kinh doanh này khi mà tôi tìm được hai người. Okay. So this is where you must be very careful. Và ở cái bước này chúng ta phải rất là cẩn thận. First thing you must say is. Đầu tiên thì các bạn phải biết ạ. When you go home. Khi mà mình về nhà. Don't talk to anybody. Đừng có nói với bất kỳ ai trong gia đình cả. He will say why. Bởi vì những người thân, nhiều có thể bạn họ hỏi tôi vì sao ạ. Because they don't understand about the business. Bởi vì người thân của các bạn họ không hiểu về kinh doanh này. You don't understand the business. Bạn đang không hiểu về kinh doanh này. So you will go and show them something totally different. Bạn đã không hiểu rồi, bạn về bạn nói lại với người nhà bạn thì dĩ nhiên những người thân của bạn càng không hiểu nữa. So when you have a toothache. Khi mà các bạn bị nhức răng á. Do you go to the dentist or the mechanic? Vậy thì các bạn sẽ đến gặp nha sĩ hay là các bạn sẽ đến gặp thợ sửa xe ạ?
Dentist. I am the dentist in this business. Vậy thì trong kinh doanh này tôi là bác sĩ. The people outside are the mechanics. Còn tất cả những cái người xung quanh khác họ là thợ máy thôi. Then you tell them when you go and talk to people. Và khi mà và mình phải nói với khách là khi mà họ lấy cái vấn đề này họ chia sẻ với người khác. The people will say this won't work. Thì những người xung quanh sẽ nói kinh doanh này không khả thi đâu. MLM is a scam. Bởi vì kinh doanh đa cấp là một cái cạm bẫy. This is a pyramid. Đó là một cái hình tháp ảo. People will lose money. Bạn sẽ mất tiền. These people are cheating you. Bởi vì những người xung quanh đang lừa đảo bạn. All this they will tell you. Đó là những cái điều mà những người xung quanh sẽ nói với bạn. So when this guy goes home, what will he do? Và như vậy thì cái người khách đó về sẽ làm sao khi mà nghe những cái điều này? He will talk to people. Even if you say don't talk to people, he will talk to people. Cho dù mình có dặn người khách này đừng có nói với ai thì họ về họ vẫn sẽ nói. And the people will say all this. Và những người xung quanh thì đều sẽ nói những cái điều tương tự như vậy. But now he is not shocked. Nhưng mà cái anh mà nói lại cái chuyện này thì sẽ không bị sốc à. Because you have prepared him. Bởi vì bạn đã chuẩn bị sẵn cho anh này là khi mà quay trở về sẽ nhận được những cái thông tin như thế này. You understand? Yes. So he won't get shocked when somebody says it doesn't work, this is a scam, this blah blah blah, this is a pyramid, blah blah blah. So he comes back. Okay? Now, when somebody says I have no money. Với những người họ nói tôi không có tiền. What do you do? Bạn làm sao? I have no money. Is that a big nếu mà không có tiền thì có phải objection that you face? Có phải là các bạn thường hay đối mặt với vấn đề này đúng không ạ? Yes. Okay. You face the same objection also? Mình cũng gặp phải, mình cũng rơi vào cái tình cảnh này khi mình mới tham gia đúng không ạ? Yeah. But somehow you found the money and you came. Nhưng mà một số người họ lại tìm được giải pháp và họ quay trở lại. So when somebody tells me I have no money. Nếu như có ai đó, người khách nào trả lời với tôi là họ không có tiền. My first answer is I know. Và câu trả lời của tôi là tôi biết chứ. That's why I'm showing you the business. Đó là lý do vì sao mà tôi chỉ cho bạn kinh doanh này. So you can make more money. Bởi vì nó sẽ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn. That I tell to my friends. Đó là những gì tôi đã nói với bạn của tôi. Other people, I use feel, felt, found. Và đây là một cái cụm từ mà các bạn cần phải nên sử dụng. Trước đây tôi đã từng cảm thấy như vậy. Nhưng mà tôi nhận thấy nào. You know what is feel, felt, found? Mọi người biết ba từ này là gì không ạ? I know how you feel. Tôi biết là bạn cảm thấy như thế nào. I felt the same way. Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. But I found out that $500 is very small in the business. Nhưng mà tôi đã nhận ra rằng $500 mà để trả cho kinh doanh này thì rất là nhỏ. I have no time. Tôi cũng không có thời gian. I know how you feel. Tôi biết là bạn cảm thấy như thế. I felt the same way. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. But I found out you don't have to spend a lot of time in the business. It's up to you how much time you want to spend. Nhưng mà tôi nhận ra rằng với kinh doanh này thì bạn có thể chủ động về giờ giúp các bạn có thể dành bao nhiêu thời gian mà bạn có thể. I don't have many friends. Tôi không có nhiều bạn. I know how you feel. Tôi biết là bạn cảm thấy như thế. I felt the same way. Trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi cũng rơi vào cái tình cảnh giống như bạn. But I found out that all you need is 3 or 4 friends to join. Nhưng mà cái mà tôi nhận ra rằng là mình chỉ cần 2-3 người bạn cùng làm với mình thôi. And everybody does the same. Và tất cả những người còn lại cũng sẽ làm như vậy. This is a scam. Đây là một cái cạm bẫy. I know how you feel. Tôi biết là anh cảm thấy như thế này. I felt the same way. Trước đây tôi cũng nghĩ đây là cạm bẫy. But I found out that CNET is an international company, 15 years old. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì tôi biết là CNET là một công ty đã hơn 15 năm rồi. Established all around the world. In all governments. Và nó là một cái tập đoàn toàn cầu và được chấp nhận bởi nhiều quốc gia. Okay. So whenever you say feel, felt, found. Và khi mình sử dụng ba từ này. When you say I know how you feel. Khi mà mình nói là tôi biết là bạn cảm thấy như thế nào. That means you are connecting with him. Tức là mình đang đồng cảm với cái người bạn đó. I felt the same way. Tôi cũng đã từng cảm thấy như thế vậy. So he doesn't feel alone, he feels that you understand him. Vậy thì họ sẽ không thấy là họ cô đơn mà họ cảm thấy là bạn đang hòa hợp với họ. But I found out this. Nhưng okay. Mà tôi đã tìm ra được cái điều này. After you show the plan, you must follow up. Và sau khi mình trình bày kinh doanh thì mình phải có một cái bước là theo đuổi. Within 24 to 48 hours. Trong vòng 24 đến 48 tiếng. Call him or go and see him.
or her. Gọi bạn của mình và hẹn gặp lại một lần nữa. And don't ask questions. Và đừng đặt câu hỏi that he has to choose yes or no. Để họ chọn là có hay không ạ. When you give him a choice of yes or no, people normally will choose no. Bởi vì nếu mà mình đặt ra câu hỏi có hay không thì họ sẽ chọn câu trả lời là không ạ. It's easier to say no. Bởi vì rất là dễ để mà nói không. So you ask questions that will make him think. Mình phải đặt ra một cái câu hỏi để cho người khách của mình họ suy nghĩ. And a good question to ask is, what do you like the most about the business? Và câu hỏi của mình là thích cái gì nhất từ kinh doanh này. So you ask positive questions. Và mình hỏi những cái câu hỏi tích cực. What do you like the most about the business? Bạn thích cái gì nhất từ kinh doanh này? Which product do you like the most? Bạn thích sản phẩm nào nhất của công ty này? Are you going to use credit card or cash? Bạn muốn sử dụng tiền mặt hay là thẻ tín dụng? Are you going to buy the product this week or next week? Bạn muốn mua hàng tuần này hay tuần sau? So you give him options that he has to choose one. Và mình phải đưa ra những cái câu hỏi để họ lựa chọn. You understand? Sometimes after you show the plan. Có đôi lúc là sau khi mình trình bày kinh doanh. And then when you call him. Khi mình gọi cho khách. He doesn't answer your phone. Họ sẽ không bao giờ trả lời điện thoại của mình. Has that happened before? Yeah. Yes. Okay. Điều này đã xảy ra rồi đúng không ạ? The reason why it happens because he don't want to say no to you. No. Và điều này xảy ra bởi vì họ không có muốn nói cái lời từ chối với các bạn. So he will say, yes, I'm thinking about it, maybe, yeah. No, blah blah blah, but he will never say no. Họ có thể nói à, tôi chưa biết để tôi tìm hiểu thêm, à, tôi chưa chắc nữa, nhưng mà đó là một cách để họ từ chối bạn đó. So what you must do? Is he coming? Yeah. Is he coming? No. You say yes or no? No. What product is he buying? So what was I saying? People they said many things to say, try to not say no. Because they don't like to say no. Bởi vì họ muốn nói không ạ. So they will say everything except no. Cho nên họ tìm nhiều lý do để mà né tránh chữ không. So I normally call my friends and I say, listen. Tôi đã từng gọi bạn tôi và tôi nói. I offered you a business. Cho bạn một cái cơ hội kinh doanh. If you're not interested, tell me. Nếu mà anh cảm thấy không thích thì nói với tôi. We will still be friends. I won't disturb you about the business anymore. Chúng ta vẫn là bạn và tôi sẽ không có làm phiền bạn về kinh doanh này nữa đâu ạ. We can meet for coffee and talk about football. Chúng ta có thể gọi điện thoại với nhau, gặp nhau đi chơi và nói chuyện về đá bông, đá banh, đá banh. You need to tell me if you're interested or not. Nhưng mà anh hãy nói với tôi là anh có hào hứng với kinh doanh này hay không. Because I don't want to spoil my friendship with you because of the business. Bởi vì tôi không muốn mất cái tình bạn với anh chỉ vì kinh doanh này. But if you're interested, then let's make money together. Nhưng mà nếu như anh hào hứng thì chúng ta hãy cùng nhau làm cái kinh doanh này để kiếm tiền. So I need you to tell me yes or no. Và tôi cần anh trả lời tôi là có hay không. Understand? When he starts avoiding your calls. Nếu như mà nhiều người họ cứ né tránh cái cuộc điện thoại của mình. So it's very simple. You call a friend and say, I offered you a business to make money. Rất là đơn giản để mình nói là tôi gọi bạn bởi vì tôi có một cơ hội dành cho bạn. If you don't want, tell me. Nếu mà không muốn thì nói với tôi. That's all finished. Vậy là thôi xong rồi. You talk about something else. Chúng ta có thể nói về những vấn đề khác. You understand? Yeah. Now don't follow up after 1 week. Đừng có theo đuổi một người khách sau một tuần. Because he will forget about the business. Bởi vì họ sẽ quên những cái gì mà bạn nói với họ. Now we have a DVD. Chúng ta có một cái đĩa. Called Getting Started, right? Gọi là bắt đầu khởi nghiệp. Do you have it? Bạn có cái đĩa này chưa? Yes or no? Có hay không ạ? Okay, I'll get. Ask your upline to send. Ask Casey or Jenny to send. Okay. I will get Qnet to send to the office and you can pick it up here. You can buy it very cheap, 10,000, 20,000. Okay? You buy a few. And after you show them the plan, you give them the DVD. Say, watch this. It's about the company, it's about the plan. Very simple. Okay? Và các bạn nên là sau này sẽ có những cái đĩa từ công ty. Các bạn đưa, sau khi trình bày kinh doanh thì đưa cái đĩa này về để cho khách hàng họ xem. And the reason why this is good because now you have an excuse to meet them after you show them the plan. Bởi vì nếu như có cái đĩa vậy thì có cái cớ để bạn gọi lại cho những người khách này. You said I have to meet you to collect my DVD back.
Mình gọi họ để mình gặp bạn để lấy lại cái đĩa bữa cho mượn. So they have to meet you. Vậy thì họ sẽ phải gặp bạn. And you meet them and then you take the DVD, then you ask questions. Khi mà để mình lấy lại cái đĩa này là cái cớ để mà mình có thể hỏi những câu hỏi cho họ từ họ. See my friends, I tell them, let's do this business together. Giống như bạn của tôi nói với họ, hãy làm kinh doanh này cùng với tôi. If we fail, nếu we mà, fail together. Nếu mà chúng ta thất bại thì chúng ta cùng thất bại với nhau. If we succeed, we become rich together. Nhưng mà nếu như chúng ta thành công thì chúng ta sẽ cùng giàu. But as long as we do it as one gang. Nhưng mà chúng ta phải phối hợp với nhau, phải cùng với nhau làm. You know, so that the four of you have another 8 friends, for example. Ví dụ như bốn bạn ở đây có thêm 8 bạn nữa. Put them all in the room. Hãy bỏ họ chung một phòng. Show them the plan. Trình bày kinh doanh với họ. And say, let's do it together. Và hãy nói với họ, hãy làm kinh doanh này cùng với tôi. Let's make money together. Hãy cùng với nhau để kiếm tiền. Get them excited. Để làm cho họ cảm thấy nhau. Understand? Talk about your dreams. Hãy nói về cái ước mơ của bạn. What is your dream? Ước mơ của bạn là gì? Have dim sum in Hong Kong. Ăn điểm tắm ở Hồng Kông ạ. And sushi in Osaka. À, sushi ở Osaka ạ. You know, that is one dream that many people have. Đó là, đôi khi đó là giấc mơ của nhiều người đó. Because when I started the business, I used to joke with my friends. Bởi vì khi mà tôi làm kinh doanh này, tôi thường hay nói đùa với bạn. Let's have breakfast in Hong Kong. Hãy thử ăn sáng ở Hồng Kông. Lunch in Dubai. Ăn trưa ở Dubai nè. Dinner in London. Ăn tối ở London nè. It was a joke. Đó chỉ là một cái lời nói đùa khi tôi mới tham gia kinh doanh. But now it's coming true. Nhưng bây giờ nó là sự thật đó. In a few days. Trong một vài ngày. I will have breakfast in Hanoi. Breakfast in Saigon. Tôi ăn sáng ở Sài Gòn. Lunch in Dubai. Tôi ăn trưa ở Dubai ạ. And dinner in London. Và ăn tối ở London. It's happening every time. Nó xảy ra rất là nhiều lần với tôi. So my friends are all, we do it together, the business. Và bởi vì tôi có một cái nhóm bạn cùng làm với tôi kinh doanh này. And my brothers. Và anh em của tôi. Both my brothers, I will meet them in London. Và cả hai người, em trai và anh ba của tôi, chúng tôi gặp nhau ở London. Because every year in June. Bởi vì ở mỗi một năm vào tháng 6 này. We go to London. Chúng tôi đến London. To do our shopping. Để đi shopping cùng với nhau. Once a year we shop in London. Mỗi một năm thì chúng tôi đi shopping ở London một lần. We go with one suitcase. Chúng tôi đi với một cái vali. Come back with four suitcases. Quay trở về với bốn cái vali. Because summer sale is very cheap in London. Bởi vì đó là cái mùa hè thì ở London họ sale đồ rất là rẻ. So you must follow up. Các bạn cần phải theo đuổi. And when you follow up or when you show the plan. Và khi mà mình theo đuổi một cái thử thách hoặc mình trình bày kinh doanh. You must be excited. Các bạn phải rất là hào hứng. You must believe the business works. Bạn phải tin là cái kinh doanh này nó even if you have not earned a check before. Thậm chí là bạn chưa kiếm được tiền từ kinh doanh này cũng vậy. You must have the belief. Các bạn phải có cái niềm tin. The people who make the most money in QNET. Cái người mà làm kinh doanh có được nhiều tiền nhất từ QNET. Are the people who saliva come out the furthest. The speak fly the most are the people who make most money. You understand? You see, when you are excited and you talk, your speed come on. Tức là cái người mà kiếm được nhiều tiền nhất từ kinh doanh QNET này là cái người nói chuyện lúc nào cũng văng nước miếng. So your front row next time you must carry umbrella. Mỗi lần nói chuyện với anh này tốt nhất là phải có cái dù à. Because when I excited, my speed will come on. Các bạn phải coi có cái dù này, tại vì nếu mà tôi hưng phấn, tôi nói họ văng nước miếng. So that's how excited you must be. Đó là cái thái độ tích cực mà các bạn cần phải có. And remember I told you yesterday. Giống như tôi nói với các bạn ngày hôm qua. If you show one plan a week. Nếu mà các bạn trình bày kinh doanh một lần một tuần. Your follow up will take a very long time. Thì cái bước theo đuổi của các bạn sẽ rất là lâu. But if you show 10 plans a day. Nếu mà các bạn trình bày kinh doanh 10 lần một ngày. You have no time to follow up. Các bạn sẽ không có thời gian để theo đuổi. You ask him yes or no. Chứ vì gọi họ hỏi làm không. Are you in or not? Để làm không ạ. À? Let's make money. Hãy kiếm tiền với tao đi. But if you want plan a week. Nhưng mà nếu một tuần một lần. Are you interested? Anh có hào hứng không? When are you going to join? Chừng nào anh muốn tham gia? How much money have you saved? Anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền you rồi? You keep chasing the same person for 1 month. Và mình cứ theo đuổi người khách đó hoài suốt một tháng trời. So stop doing that. Hãy ngừng cái việc đó đi anh.
show as many plans as you can. Hãy trình bày càng nhiều kinh doanh càng tốt. After you follow up. Và sau khi mình theo đuổi ạ. This is one more very important thing that you must do. You must counsel your upline. Và cái bước thứ 7 này là chúng ta phải counsel. Step number 7 is very important in our business. Counsel means meet your upline, talk to your upline, discuss with your upline. Và cái bước thứ 7 đó là quan trọng, đó là chúng ta phải gặp tuyến trên của mình và chúng ta nói chuyện, thảo luận. You must talk to your upline every day one time. Một ngày ít nhất là chúng ta phải gọi cho tuyến trên của chúng ta một lần. Over Viber, WhatsApp, SMS, phone, anything, okay? Nhắn tin, WhatsApp gì cũng được. It's called power of association. Nó gọi là cái sức mạnh của cái tổ chức đấy ạ. Power of association is very important in our business. Đây là một cái hoạt động rất là cần thiết trong kinh doanh này. Because if you surround yourself with positive and successful people. Bởi vì nếu như xung quanh bạn là những cái người thành công. You become positive and successful. Thành công và tích cực thì bạn sẽ trở nên cũng tích cực và cũng sẽ trở nên. If you surround yourself with negative people who are depressed all the time. Nếu mà các bạn xung quanh các bạn là những người mà luôn luôn tiêu cực. What happens to you? Thì điều gì sẽ xảy ra với các bạn? You become depressed and negative also. Các bạn sẽ cũng cảm thấy nản và cảm thấy là. Yeah. There is a saying I learned. Tiêu cực. I learned a few years ago. If four of your best friends. Có một cái điều tôi học được là nếu như các bạn có bốn người bạn thân. If four of your best friends are broke. No money. Nếu như bốn cái người bạn thân của các bạn đều không có tiền. You are going to be number five. Thì bạn sẽ là người thứ năm. Yeah. It's true. Đó là chắc chắn. If you surround yourself, four of your best friends are successful people, you can be number five. Nếu như bốn người bạn thân của bạn là bốn người thành công thì bạn sẽ trở thành những người thành công thứ năm. You understand? Because if every day you sit down with Richard Branson, Bill Gates. Bởi vì mỗi ngày mình gặp Richard Branson, gặp Bill Gates. What else? Magic. Huh? Donald Trump. Mark Jacob. Dato Vijay. Every day for 5 years you spend with these 5 people. What happened to you? Nếu như trong vòng 5 năm mà bạn luôn luôn giữ liên lạc với những người này, 5 người này thì sao? Automatically you become successful. Tự nhiên là bạn sẽ trở nên thành công thôi. So that's why power of association in our business is very important. Chính vì vậy mà cái sức mạnh của cái hệ thống đội nhóm nó rất là quan trọng. If your friends are the friends who always want to party and go to the disco and go and dance and go and drink, you won't be like that also. Nếu như mình có một cái nhóm bạn có ngày cứ thích đi chơi rồi gọi tiệc tùng thì mình cũng sẽ đi theo. But if you surround yourself with people who want to show the plan, who want to attend training, who want to make money, you will be like that also. Nhưng mà nếu mà mình ở trong một cái môi trường tất cả mọi người đều thích đi trình bày kinh doanh, đều thích kiếm tiền thì các bạn cũng sẽ như vậy. So I was very lucky. I am very lucky. Và tôi rất là may mắn. Because I live with my upline. Bởi vì tôi sống với tiến trên của tôi. I live with Mr. Batman. Tôi sống với Batman em trai tôi đấy. In the same house. Ở chung nhà. I live upstairs. He live downstairs. Tôi ở tầng trên, em tôi ở tầng dưới. But when we sleep, we lock the door. Nhưng mà khi chúng ta ngủ thì chúng ta khóa cửa lại. You know why? Mọi người biết vì sao mà? No. Because I am his beneficiary and he is my beneficiary. Sorry? I am his beneficiary and he is my beneficiary. Beneficiary is mean? Next of kin. That means if he dies, I become very rich. If I die, he becomes very rich. Tức là cả hai người là đều có lợi. Ví dụ như mà tôi chết thì em tôi sẽ rất giàu, mà mà em tôi chết thì tôi sẽ rất là giàu. Tại vì người thừa kế nè, tức là cả hai là người thừa kế lẫn nhau đấy. So if he dies, I get his tracking center. If I die, he get my tracking center. Thì nếu mà tôi chết trước thì em tôi sẽ sở hữu cái tracking center của tôi. Còn nếu mà ngược lại thì tôi sẽ. So sometimes I make coffee for him. Đôi khi là tôi làm cà phê mời em thôi. He say you drink first. You have put poison inside. No, I'm joking, but you see, because I live with him, so whenever I sometimes I feel down.
Bởi vì tôi sống cùng với em tôi cho nên mỗi lần mà tôi cảm thấy là I also sometimes feel down. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ. When I get many rejections. Khi mà tôi gặp rất là nhiều lời từ chối. Then I come, I sit at home feeling very sad. Và tôi quay trở về nhà tôi buồn lắm. Then he comes home. Và em của tôi về. Unbelievable, fantastic, blah 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 blah. That's how he is. Em của tôi thì là người rất là hào hứng, rất là sung sức ạ. How many of you met him before? Ở đây có bao nhiêu người gặp Batman trước đây rồi ạ? So you met him before. Okay? You know that's how he is, correct? Yeah. Okay. Các bạn gặp rồi thì biết là em tôi như thế nào rồi đó. 2 minutes, then I'm excited again. Chỉ còn 2 phút thôi là tôi hào hứng trở lại rồi. And when I was building my network. Và khi mà tôi xây dựng cái kinh doanh của tôi. For the first 5 years. Trong 5 năm đầu. I had one rule. Tôi có một cái quy tắc. My leaders, about 6 of them. Cái hệ thống của tôi thì có khoảng là 6. Every day before they go home. Mỗi một ngày trước khi mà họ quay trở về nhà. They must come to my house. Họ phải tới nhà tôi. Before they go home. Trước khi họ về nhà. Even if it's for 10 minutes, half an hour, 2 hours, they must come to my house. Cho dù 5 phút, 10 phút, nửa tiếng thì họ cũng phải tới nhà tôi. That is the rule for the first 5 years. Đó là cái quy tắc đầu tiên trong 5 năm đầu. Because 6 of them, maybe 2 of them got many rejections. Bởi vì trong 6 người có thể có 2 người là gặp rất là nhiều lời từ chối. So they're very down. Họ cảm thấy rất là mệt mỏi. Then they come to my house. Và họ tới nhà tôi. Spend the time with me, Mr. Parkman and 3 other leaders who are excited. Và dành thời gian cho tôi, em tôi và 3 cái người mà họ rất là hào hứng với kinh doanh. What happens to these 2 people? Vậy thì 2 người này sẽ như thế nào ạ? They get excited again. Họ sẽ cảm thấy hào hứng trở lại. You understand? Hiểu không ạ? So that's a rule that you also must start applying in your network. Và đây là cái cách mà các bạn cần phải áp dụng cho cái hệ thống của mình. Dana, she doesn't sleep early. Quỳnh thì không bao giờ ngủ sớm hết ạ. So every night before you sleep, you go to her house. Cho nên là cứ hỏi đêm nào mà mọi người cần việc gì thì cứ tới ạ. She will make coffee for you. Quỳnh sẽ pha cà phê cho mọi người. So 10 minutes, talk about anything and then go home. 10 phút là nói chuyện tào lao cũng được rồi đi ngủ ạ. And you will see the network suddenly growing very fast. Mọi người sẽ thấy là cái kinh doanh này nó phát triển như thế nào. You understand? Người hiểu không ạ? Yeah, yeah. I am the upline of the whole world. So technically I am also your upline. Tôi là tiếng trên của hầu hết toàn bộ hệ thống toàn cầu này. Cho nên tôi là tiếng trên của mọi người. This is my number. Đây là số điện thoại của tôi. You can WhatsApp me. Các bạn có thể WhatsApp tôi ạ. You can Viber me. Các bạn có thể Viber tôi ạ. You can Line me. Có thể sử dụng Line cũng được ạ. What else is there? WhatsApp, Viber, Line, SMS. SMS à? Facebook. Yeah, Facebook. 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 Email. Email. WhatsApp, Viber, Line, Email, Facebook. Skype. Enough lah. Some more you want. I don't use Skype very much. I just call straight away. Okay. So if you feel down, you have any questions about the business? Nếu khi nào mà các bạn cảm thấy mệt mỏi trong kinh doanh này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Send me a message and I will reply within 24 hours. Hãy nhắn tin cho tôi và tôi sẽ trả lời các bạn trong vòng 24 tiếng. Just tell me who you are. Nhưng mà nhớ nói với tôi bạn là ai nha. I am an IR from Vietnam in Kana's team. Then I know who, okay? Tôi là tiếng dưới của Kana chẳng hạn ở Việt Nam chẳng hạn ạ. Oh, I'm from Gen X, then I know who, okay? So that's how we work. After you finish counseling with your upline, spending time with your upline, talking to your upline every day, number 8. Duplicate. Đó là nhân bản. Now, there's a secret to the business. Đây là một cái bí quyết trong kinh doanh này. Anything and everything you do. Tất cả những cái gì mà bạn làm.
must be able to be duplicated. Tất cả đều phải nên được nhân bản. That's why until today when I show up the plan. Đó là cái lý do cho tới ngày hôm nay tôi trình bày kinh doanh. I don't use a laptop or an iPad. Tôi vẫn không sử dụng cái iPad hoặc cái laptop ạ. I show on a piece of paper and a pen. Tôi luôn luôn sử dụng tờ giấy và cái viết để mà trình bày kinh doanh. Because if I use a laptop with PowerPoint and lights, everything. Bởi vì nếu mà tôi sử dụng laptop với máy chiếu mọi thứ ạ. My auntie who is 50 years old, she cannot use the laptop. Vậy thì những cái người dưới tôi, một người 50 tuổi, họ không thể nào sử dụng laptop được như tôi ạ. Then duplication cannot happen. Vậy thì cái việc nhân bản sẽ không thể nào làm được. So anything you want to do? Những gì mà các bạn có thể làm ạ. You must think. Các bạn phải suy nghĩ. Can it be duplicated all the way? Đó là những cái mình làm có thể nhân bản cho tuyến dưới mình được. If the answer is no, don't do. Nếu như mà câu trả lời là không thì các bạn không nên làm. This business you must keep it as simple as possible. Cái kinh doanh này các bạn phải làm mọi việc thật là đơn giản càng tốt ạ. This is you. Đây là bạn ạ. You on the left, you on the right. Ba trái ba phải ạ. And you make money. Các bạn có được tiền ạ. That's all you have to remember. Đó là tất cả những gì mà các bạn cần phải nhớ ạ. You understand? Các bạn hiểu không ạ? Yes. So this is basically the 8 basic building blocks. Những gì mà tôi nói với các bạn ngày hôm nay chính là 8 khối kiến thức nền tảng. Which is the foundation of your business. Đây là cái nền tảng của kinh doanh này. You must by heart this and practice this 8 basic building blocks. Các bạn phải nên coi và thuộc nằm lòng 8 khối kiến thức nền tảng này. Because the tallest building in the world. Bởi vì cái the tallest building in the world. Cái building lớn nhất, cao nhất ở trên thế giới ạ. Is in Dubai. Ở Dubai ạ. It's called Burj Khalifa. Nó tên là Burj Khalifa. Very tall. Rất là cao ạ. But you only see this part. Nhưng mà các bạn chỉ thấy được cái phần ở trên này thôi ạ. This part you don't see. Cái phần ở dưới các bạn không thấy ạ. This is the foundation. Đó là cái nền tảng ở dưới ạ. If the foundation is not strong. Nếu mà cái nền tảng ở dưới không chắc ạ. The building can fall. Thì cái tòa nhà này có thể là sẽ ngã ạ. And the foundation is called the 8 basic building blocks. Và cái nền tảng này gọi là 8 phương kiến thức nền tảng. Now, who was here yesterday? Sorry. Who was here yesterday? Ngày hôm qua ai ở đây ạ? Keep your hands up. Giơ tay cao lên ạ. How many of you showed the plan yesterday? Ngày hôm qua ai là người trình bày kinh doanh ngày hôm qua? One. One? Well, I said minimum one. Ít nhất là một người ạ. Remember our deal. What is our deal? Mọi người nhớ. One plan a day and four. 90 days. Mọi người nhớ không ạ? Cái thỏa thuận của chúng ta là mỗi ngày một buổi trình bày kinh doanh trong 90 ngày tới ạ. No excuses. Không có một cái sự trả giá nào, không có lời đổ lỗi nào cả. Rain, sun, nắng ạ. War. If you're sick, bệnh ạ. If you're sick, show the doctor. Bệnh cũng trình bày kinh doanh với bác sĩ đi. You understand? One plan a day. Now, those who are here for the first time, who today did not come yesterday? Ai là hôm nay mới tới ạ? Okay. We're going to do project 190. Chúng ta sẽ làm cái dự án trong đêm. You know what is project 190? Mọi người có biết dự án một ngày đêm là gì không ạ? Take a wild guess. What is project 190? Mọi người đoán thử đi. One plan a day for the next 90 days. Một cái buổi trình bày kinh doanh trong 90 ngày tới ạ. Can or not? Có thể không ạ? Có thể không ạ? Yes. No, you see, when you say yes, you say yes. Các bạn trả lời có. That means you're not confident. Bởi vì các bạn không có tự tin ạ. You must say yes, I'll do it. Mọi người phải tự tin ạ. Được chứ, tôi làm được. See, you can have dreams. Các bạn có thể có ước mơ. Or you can have excuses. Hoặc các bạn có thể có những cái lời đổ lỗi. But you cannot have both. Nhưng mà các bạn không thể nào có được cả hai. You can either. You can either have dreams or you can have excuses, but you cannot have both.
Một là các bạn có ước mơ của mình, hai là các bạn có những lời đổ lỗi, chứ không thể nào có được cả hai. So in 90 days I need 100 people joining the QNET every week. Và sau 90 ngày này tôi muốn ở QNET Việt Nam mỗi một tuần như vậy có 100 người tham gia. It all depends on you. Và tất cả những điều này tùy thuộc vào các bạn. And in September, và vào tháng 9 ạ, we're going to put 1000 people in Sheraton. Chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo 1000 người ở Sheraton ạ. And then slowly, và từ từ ạ, Unicity, Unicity ạ, will become a university. Sẽ đổi thành university, là trường đại học ạ. Vision, vision ạ, will have no vision. Sẽ trở thành công ty no vision, là không có tầm nhìn ạ. And all the other companies. Tất cả những cái công ty em khác ạ. QNET will be the biggest. QNET phải là công ty lớn nhất. If any of you are from Vision or Unicity or anything, nếu mà các bạn từ những công ty đa cấp khác, don't waste your time there. Đừng có lãng phí thời gian ở những công ty đó. Come here. Hãy đến đây ạ. Because here, bởi vì ở đây ạ, you can make 745 million every single week for the rest of your life. Các bạn có thể kiếm được 745.000 đô mỗi một tuần. Từ bây giờ tới cuối đời các bạn, 745 triệu mỗi tuần. Let me ask you a question. Do you know Apple computers? Hỏi các bạn một câu hỏi. Các bạn có biết hãng máy tính Apple không? Yes. Yes. Microsoft. Microsoft. Yes. Yes. Who's the owner of Microsoft? Ai là người sở hữu của Microsoft ạ? Bill Gates. Who is he? Anh này là ai ạ? Richest man in the world. Đây là người đàn ông giàu nhất trên hành tinh đúng không ạ? One of the richest men in the world. Đây là một trong số những người giàu nhất trên hành tinh đúng không? It's always either number one or number two. Now, when did Microsoft start? Microsoft bắt đầu như thế nào ạ? 1950. Okay? 1950. Tôi nhớ làm thì năm 1950 ạ. Okay? Let's assume today is 1950. Giả sử hôm nay là năm 1950. And I am Bill Gates. Và tôi là Bill Gates. And I am starting Microsoft. Và tôi bắt đầu một cái Microsoft ạ. For $500. Chỉ với 500 đô ạ. You can join Microsoft. Các bạn có thể tham gia với Microsoft ạ. Microsoft is a new company. Microsoft là một công ty rất là mới ạ. Just starting. Mới bắt đầu ạ. Never heard before. Chưa bao giờ nghe trước đây ạ. Would you join me? Các bạn có tham gia với tôi không? No. Why? Tại sao không ạ? If you had joined me, nếu như các bạn tham gia với tôi, today you will be one of the richest men in the world, one of the richest women in the world. Các bạn sẽ trở thành, tương lai các bạn sẽ là một trong số những người giàu nhất thế giới ạ. Correct? Đúng không ạ? Correct ạ? Đúng không ạ? Yes. So just because it's new, chính vì nó mới ạ, doesn't mean that you should not join. Không phải vì nó mới mà các bạn QNET today in Vietnam, QNET ngày nay ở Việt Nam, is exactly like Microsoft was in 1950. QNET ở Việt Nam hiện tại giống như là Microsoft vào năm 1950. All the people who joined Microsoft in 1950 today are billionaires. Tất cả những người mà cộng tác với QNET với Microsoft từ năm 1950 bây giờ đều trở thành là triệu phú hết ạ. Maybe Bill Gates you don't know. I have another friend called Mark Zuckerberg. Tôi có một người bạn khác nữa tên là Mark Zuckerberg ạ. Do you know him? Yes. Okay. He invited 4 people. Anh ta mời 4 người ạ. To his room in his university, in his campus. 4 người bạn học chung đại học với anh ta. 2 people said no, 2 people said yes. 2 người nói không, 2 người nói có. These 2 people are still poor, these 2 people are billionaires. Thì 2 người nói không, giờ rất là nghèo, còn 2 người nói có, bây giờ rất là giàu, họ là triệu phú ạ. So today I'm Mark Zuckerberg. Và tôi bây giờ đang là Mark Zuckerberg ạ. And I'm introducing to you QNET. Tôi đang giới thiệu với các bạn về QNET ạ. The people in this room, những người trong khán phòng này, are going to make a lot of money. Sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. If you stay with us. Nếu như các bạn ở đây cùng với chúng tôi. Because QNET is going to be the biggest network marketing company in Vietnam. Bởi vì QNET sẽ là một trong số những công ty về network marketing lớn nhất Việt Nam. And you will be part of us. Các bạn sẽ là một phần của chúng tôi. Like I said, forget about yesterday and before. Tôi nói với các bạn rồi, hãy quên về những cái quá khứ và những cái việc trước đây kìa. QNET is starting today. QNET bắt đầu từ ngày hôm nay. It is going to be the biggest. Và
ngày hôm nay sẽ là một cái ngày. People in this room. Những người trong cái khán phòng này. Are going to be the top earners in the company. Sẽ là những cái người kiếm được nhiều tiền nhất của công ty. Are you with me or not? Các bạn có muốn cùng với tôi không ạ? Yes. Are you with me? Các bạn yes. That's how you must be now excited because your life is going to change. Your đó life. Là cái thái độ mà các bạn cần có, mình phải hào hứng hơn. Your life now is going to change 360 degrees. Cuộc sống của bạn từ hôm nay sẽ thay đổi 360 độ. All of you are going to be super rich. Các bạn sẽ trở nên rất là giàu. But you cannot be super rich. Nhưng các bạn sẽ không trở nên giàu được. If you stay home and watch TV. Nếu như các bạn ở nhà và xem TV. If you sleep for 8 hours. Nếu các bạn ngủ một ngày 8 tiếng. If you go for parties. Nếu các bạn đi dự tiệc tối ngày. You can only be super rich. Các bạn chỉ có thể trở nên rất là giàu. If you do one plan a day. Nếu các bạn làm được việc là trình bày kinh doanh một lần một ngày. See whether the person joins or not is not up to you. Cho dù cái người mà mình trình bày tham gia không tham gia không quan trọng. What is up to you is that you show a plan a day. Điều quan trọng mình cần làm là mỗi ngày một buổi trình bày. Understand? Yes. 1,000 rejections. 1,000 lời từ chối. How many of you showed a plan yesterday? Ngày hôm qua ai là người trình bày kinh doanh? Ngày hôm qua. Did you get a rejection or he joined? Các bạn bị từ chối hay là? Rejection, từ chối. Từ chối. Từ chối đó là tốt à? Chối. Giảm được người đúng không ạ? Yeah. You got 999 more to go. Today. Okay. Oh, today. Hôm nay giảm hơn chút ạ. Còn 998. 1,000 rejections. 1,000 lời từ chối. Then you will be coming for the training next time in a brand new BMW or Mercedes. Yes. Lần yeah, sau yeah. Tôi đến thì các bạn phải đi những cái xe đời mới hay những cái hiệu BMW hoặc Mercedes. And you wake up in the morning. Thì các bạn thức dậy vào buổi sáng. And you are hungry. Các bạn đói. You go to the airport. Các bạn đến sân bay ạ. You fly to Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Đi qua Kim Sa Chuỗi ở Hong Kong à. And you have dim sum. Ăn dim sum à. Then you come back. Quay trở về. That's how life should be. Sống là phải nên như vậy. That's how life should be. When you wake up and you want dim sum, you fly to Hong Kong or China. Nếu mà mình thức dậy muốn ăn sáng là phải đi qua Hồng Kông hoặc là Trung Quốc. The other people. Còn những người khác thì sao? They will wake up. Sẽ thức dậy à. Go to work. Đi làm à. Come back home. Về nhà. Go to work. Đi làm à. Come back home. Về nhà. Go to work. Come back home. Go to work. Come back home. Đi làm về nhà. Đi làm về nhà. For the rest of their life. Cho tới chết luôn à. You don't want to do that. Các bạn không nên làm như vậy. In 3 to 4 years time. You wake up. Trong 3-4 năm đầu có thể là các bạn thức dậy. Call me. Gọi cho tôi. We will meet in London. Biết đâu được chúng ta sẽ gặp nhau ở London thì sao? We do shopping for 1 week. Đi shopping trong một tuần nữa. And then come back. Sau đó quay trở về nhà. Okay? Được không ạ? Yeah. So, for the next 5 years, you have nothing in your life except QNET. Vậy thì trong 5 năm tới, các bạn sẽ không có mục tiêu nào khác ngoài QNET. And it's so exciting. Why? Because you are so young. Và rất là hào hứng bởi vì các bạn rất là trẻ. I didn't see the door. It's so exciting because you are so young. Bài kinh doanh này rất là hấp dẫn với các bạn bởi vì các bạn còn quá trẻ. If you're 20 years old. Nếu mà các bạn 20 tuổi à. By 25 you can become a millionaire. Nếu 25 tuổi các bạn trở thành triệu phú à. So Mr. Bin. Vậy thì anh Bình à. His wish. Anh ta ước à. Is he saw this business when he was 20 years old. Anh Bình anh ước gì anh biết được kinh doanh này năm ảnh 25 tuổi. Yes. Đúng không ạ? Yeah. Huh? Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Ah. But so you guys are young. Các bạn còn rất trẻ. But even if you're young. Cho dù các bạn trẻ. Don't be stupid. Trẻ nhưng mà nhớ đừng có ngốc nghếch nha. Now life is changing. Bởi vì cuộc sống thay đổi rồi. Young people are making millions. Người trẻ kiếm được nhiều tiền mới là một cái chuyện đáng để nói. How old is Mark Zuckerberg? Còn Mark Zuckerberg thì bao nhiêu tuổi rồi? 27, 29. Khoảng 29 tuổi lúc mà anh này là cái người tạo ra Facebook á. Okay, so 25 years old, when you are still drinking Highland coffee, he is making $1 billion. Và bằng trạng yeah. Tuổi, trạc tuổi, bạn 25 tuổi, anh ta 29, các bạn thì đi uống cà phê tối ngày, còn anh ta thì trở thành triệu phú à. Before today, you don't know how to make $1 million.
Bởi vì trước ngày hôm nay các bạn không biết làm cách nào để kiếm được để trở thành một người triệu phú đô la. But now you know how. Nhưng mà bây giờ các bạn biết cách rồi. See, $500. Các bạn thấy không ạ? $500. Is it a lot of money or very little money? Là một số tiền lớn hay là nhỏ ạ? Little. That's how you must think. When you talk to your friends who are also students, they say, $500 is a lot of money. Don't be stupid, it is so little. Mình phải nói cái điều đó với bạn của mình, những cái người sinh viên, $500 hả? Không có nhiều đâu ạ. Shut up and bring the money. Im lặng và đem tiền tới đây ạ. Let's do this business together. Hãy làm cái kinh doanh này cùng với tôi ạ. Okay? Yeah, so yeah. Now it's 8 o'clock. Bây giờ là 8 giờ. What must you do? Các bạn phải làm gì ạ? Trình bày kinh doanh, gặp khách. Làm gì ạ? Gặp khách. Don't go home, eat, watch TV and sleep. Đứng về nhà ăn, coi TV và ngủ. That's what poor people do. Đó là cái thói quen của những người nghèo. Successful people are hungry for success. Những cái người giàu thì họ phải khao khát cho cái sự thành công. Even if maybe you cannot go out at night. Có thể các bạn không thể ra ngoài vào buổi tối. Show the plan to your mother and your father. Vậy trình bày kinh doanh với ba mẹ bạn đi. In the house. Trong nhà đi. While having dinner, stop. Put the food away. Sit down. I'm fed up of us being poor. Let me show you a business. Ăn hả? Here, one on the left, one on the right. Ăn hả? Khoan, ngừng ăn đi. Nói cái này tí xíu đã. Muốn trở nên thành công thì phải hy sinh tí xíu. Ba trái ba phải, $200. Don't let them psycho you. Don't let them confuse you. Đừng để những cái người xung quanh cản trở mình. You say, mommy, daddy, listen. Mình nói chứ, ba ơi, mẹ ơi, nghe con nè. I will study and finish university. Con sẽ học tốt và hoàn tất đại học. But I am not going to work in a job. Nhưng mà con sẽ không tìm của công việc làm công rồi. I'm going to become a millionaire. Con sẽ trở thành một người triệu phú. So either you join me. Cho dù là ba mẹ có tham gia với con. Or you leave me alone. Hay là ba mẹ ủng hộ hay là không ủng hộ con. I love you. Con cũng rất là thương ba mẹ. But I don't want to be poor. Nhưng mà con không muốn trở nên nghèo đâu. I want to be rich. Con muốn trở nên giàu có. Let's do this together. Hãy làm công việc này với con. If you don't want to do, it's okay. Nhưng mà ba mẹ không muốn làm cũng được, không sao. Give me 20 of your friends, I will show them the plan. Giới thiệu cho con 20 người bạn thì con sẽ trình bày kinh doanh với họ. Make sense? Yeah. Yeah. Okay. Okay. So, you let Vietnam number one. Yes. Okay, thank you very much.